Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bị Thời báo.de bắn trúng chỗ hiểm, đang lồng lộn lên như con thú hoàng. Thời báo.de là tờ báo lấy tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam làm đề tài để đưa tin. Từ chuyện nội chính cho đến những chính sách sai lầm và cách điều hành của những con người bất tài đã bị tờ Thời báo.de đưa chia sẻ cho bạn đọc. Nếu biết quan tâm đến chính trị thì ai cũng có thể nhìn thấy rất nhiều vấn đề từ chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong khi các báo nhà nước im lặng. Sự tàn ác và sự đê hèn đã khiến người dân phải sợ hãi cho nên ít người dám lên tiếng. Thời báo.de thì không sợ và sẵn sàng nói lên tiếng nói thay những người dân đang phải sống trong sợ hãi dưới chế độ tàn bạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách đây vài tháng, có một sự kiện thể thao lớn tầm cỡ thế giới, đó là giải vô địch châu Âu. Đây là mâm cỗ của người châu Âu, Việt Nam là quốc gia không liên quan gì đến những dư luận viên hay những khán giả của Việt Nam đã treo lá cờ đỏ sao vàng tại sân vận động Gazprom Arena. Điều này làm cả thế giới chẳng hiểu gì. Nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao lại như vậy. Nhiều người thì chê trách người Việt Nam lố lăng. Người Việt Nam có lòng tự trọng xem đó là nỗi nhục. Tuy nhiên, báo chí của nhà nước Cộng sản Việt Nam thì như không có liêm sỉ. Họ đã bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ. Họ cho rằng đấy là niềm tự hào. Tất cả những ai có chút hiểu biết đều không biết rằng điều đó đáng tự hào ở chỗ nào. Đây là hình ảnh tờ báo cánh cò được cho rằng của dư luận viên Việt Nam tấn công tờ Thời báo.de và những người bạn. Tờ cánh cò là tờ báo được dư luận viên thành lập đã viết rằng lá cờ Tổ quốc đã bị dùng làm đạo cụ cho một vở kịch lố lăng xúc phạm. Và đã nói rằng dù không phù hợp với hoàn cảnh và không gian, nhưng nó cũng cho thấy rằng người Việt Nam luôn trân trọng màu cờ Tổ quốc thiêng liêng, dù là đang ở tận phương trời xa xôi nào. Thực ra, đưa lá cờ ra không hợp hoàn cảnh thì bị thế giới hiểu lầm, không thể đứng ở nhà thờ trang nghiêm mà hô Hồ Chủ tịch muôn năm, không thể trong ngày lễ của mình được. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lại tụng kinh Phật. Tất cả những trường hợp đó đều được xem là có vấn đề. Người Việt Nam ra nước ngoài cần phải thể hiện mình là người văn minh. Nếu cho thế giới biết người Việt Nam là thành phần bị tẩy não, bị điên thì chính những người Việt tử tế cũng bị xem thường. Vậy nên, chuyện đem cờ đỏ sao vàng vẫy trên sân vận động giải vô địch châu Âu là không phải chuyện riêng của người đó mà đó là chuyện của dân tộc Việt Nam. Dân tộc đã bị xem thường. Và nhiệm vụ của tờ Thời báo.de là gì? Tờ Thời báo.de cùng với một số đồng hương có quan tâm với đất nước cần phải hành động gì đó để làm cho những con người bị tẩy não kia biết nhục, biết khơi dậy sợi dây thần kinh xấu hổ để họ làm những điều đúng đắn hơn. Châm biếm chính là một hình thức đánh động sợi dây thần kinh xấu hổ của những người không hề biết xấu hổ, mà la mang lại nỗi nhục cho người dân Việt. Đó là lý do tại sao ngày 21 tháng 9 vừa qua lá cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện. Nhưng sự xuất hiện của lá cờ này trong tình huống hài ước, đó là điều cần thiết. Lá cờ đỏ sao vàng và lá cờ búa liềm là biểu tượng của sự tẩy não của chủ nghĩa cộng sản. Nó không xứng đáng để trân trọng mà nó cần phải được trả lại đúng vị trí của nó. Và diễu cợt lá cờ này chính là thái độ phản đối rõ ràng. Cờ hoa của nước Mỹ đem ra sự trân trọng của rất nhiều dân tộc trên thế giới đối với người Mỹ. Rồi quốc kỳ Úc, quốc kỳ Canada, quốc kỳ New Zealand đều có niềm tự hào giống như vậy. Tuy nhiên, lá cờ đỏ sao vàng chỉ có thể đem lại phiền toái cho người dân Việt Nam đã vì bị thế giới khinh thường. Lá cờ đỏ sao vàng đem lại cho quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ do họ tham nhũng thì xem nó là thiêng liêng. Nhưng người dân Việt Nam có lợi ích gì từ lá cờ đỏ đó đâu. Vậy nên người dân đem lá cờ ra làm cho giễu cợt đó là chuyện bình thường, tự do ngôn luận, tự do báo chí là như vậy. Và tờ Thời báo.de đã nói lên tiếng nói của người dân bị bịt miệng. Chưa kể đó là trò ném đá dấu tay của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đã dùng quyền lực để ép buộc Facebook phải chặn tiếng nói của Thời báo.de tại Việt Nam. Và tại sao truyền hình Việt Nam, báo Nhân dân v.v. lại được đăng tải tự do ở nước ngoài mà sao Thời báo lại bị cấm ở trong nước? Đây là câu hỏi đặt ra với nhà cầm quyền cộng sản. Đây là hình ảnh lá cờ ô nhục giải phóng trong giải bóng đá Euro. Tờ Thời báo.de và những người bạn đã nói lên tiếng nói mà người dân trong nước không dám nói vì không thể vu cáo chúng tôi là phá hoại đất nước. Kẻ phá hoại đất nước là Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải chúng tôi. Chúng tôi không đặt siêu cao thế nặng, chúng tôi không tham nhũng, chúng tôi không bỏ đói dân để lấy tiền xây tượng đài. Chúng tôi không chiếm hàng ngàn mét vuông đất của người dân để xây lăng mộ. Và chúng tôi không chân Trung Quốc để ăn thực phẩm độc hại từ bạn vàng phương Bắc. Thì làm sao chúng tôi có thể hại đất nước được?
kẻ hai đất nước chính là hàng ngũ cấp cao tại Ba Đình mới đúng. Và biểu tình là quyền, tờ Cánh Cỏ viết rằng nhắc đến những cái tên chẳng còn xa lạ gì trong làng dân chủ, chuyên phá hại đất nước, hẳn nhiều người cũng đã nhận ra ngay lập tức động cơ đằng sau cuộc biểu tình là gì. Ba gã học đòi làm đạo diễn thực chất chẳng vì cái mục đích cao cả mà chúng tự tô hồng cho bản thân. Đó chẳng qua chả vì ký cớ để chúng rêu rao về tình hình tự do nhân quyền, tự do báo chí như xưa này vẫn vậy. Cái mà chúng gọi là đàn áp thực tế là hậu quả tất yếu. Đó là nội dung của tờ báo Dư Luận Viên đưa ra. Báo Nhà nước Cộng sản Việt Nam nói được, tại sao tờ Thể báo chấm dê và những người bạn không thể nói được? Tại sao báo Quân đội Nhân dân lại nói là đàn áp thực tế là hậu quả tất yếu, trong khi đó chúng tôi không dùng từ bạo lực? Nếu những người sở hữu sự thật, tại sao không dám bút chiến với tờ Thời báo chấm dê một cách sòng phẳng mà phải đưa ra các biện pháp trấn áp vào và ném đá dấu tay bằng những tràng dấu mặt? Đây là hình ảnh biểu tình là quyền của con người. Biểu tình nói chung cho cùng đó là thu hút càng nhiều sự chú ý của xã hội thì càng tốt. Mục đích là tạo áp lực cho chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam phải thay đổi. Điều 25 Hiến pháp của Nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng có quy định luật biểu tình là quyền cơ mà. Và tại Đức, biểu tình cũng là quyền, nên chúng tôi có quyền làm mọi cách, miễn sao không phạm pháp để thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới. Vậy thì có gì là sai? Tờ Thời báo chấm dê đã tổ chức cuộc biểu tình cùng với tổ chức phóng không biên giới dưới hình thức rất mới, là chúng tôi đóng vào vở kịch của Việt Nam đã áp đặt Facebook và YouTube như thế nào để khóa và xóa những bài viết của chúng tôi. Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng quốc kỳ Việt Nam đã bị bôi nhọ, xúc phạm bởi một nhóm người núp dưới danh nghĩa to tát, những lời rêu rao dối xối trá xưa nay như trái đất, như bộ ba ô hợp, hiếu khoa đại, chỉ đáng để bị bỏ ngoài tai. Nhưng chúng ta không thể ngồi im khi lá cờ Tổ quốc bị bêm ra bêu rếu, nhục mạ. Tuy nhiên, chúng tôi lại thấy rằng lá cờ đỏ sao vàng đã được chúng tôi trả về đúng vị trí của nó. Chúng tôi không phục tùng và không phục vụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nên chúng tôi không chấp nhận cờ đỏ sao vàng là cờ để đại diện cho một dân tộc hàng nghìn năm lịch sử này. Cờ Tổ quốc phải là một lá cờ nào đó được trưng cầu dân ý và được toàn dân bộ chấp nhận. Cờ đỏ sao vàng chưa bao giờ làm điều đó, nên đối với chúng tôi, nó không phải là quốc kỳ duy nhất. Và Đảng Cộng sản Việt Nam là nỗi nhục thế nào cho người dân Việt Nam? Những người Việt Nam khi chứng kiến cảnh tượng ấy phải cảm nhận như thế nào? Chắc chắn là không thể có cảm xúc như tại sân vận động Castro Arena, mà chỉ có thể thấy là rất đúng vì chúng tôi đã nói lên điều mà ít ai dám nói. Mọi hành vi vu khống, đặt điều dối trá về những người đang ngày đêm cất tiếng nói vì sự thật là một điều đáng khinh bỉ. Đảng Cộng sản Việt Nam và đặc biệt là Ban Tuyên giáo đều là những cơ quan rất đáng khinh. Chúng tôi sử dụng lá cờ Việt Nam để làm đạo cụ cho một vở hài kịch, là một hình thức tự do ngôn luận. Lá cờ đó sao vàng nhiều lần làm lòng tự hào dân tộc của người dân Việt Nam bị tiêu biến. Nó xuất hiện tới đâu người ta khinh bỉ tới đó. Châu Âu, Euro là một mâm cỗ của người châu Âu thì lá cờ đỏ sao vàng đó đã nhảy vào dự phần như một vị khách không mời mà đến, ăn phần của người khác, thật không nỗi nhục nào bằng. Đây là hình ảnh lá cờ bố liềm, cũng là thứ không mang lại giá trị gì cho người dân Việt Nam ngoài sự mất mát và đau thương, chết chóc. Sau nhiều năm cất lên tiếng nói về tự do, về dân chủ, chúng tôi gồm những người viết tại Đức đã làm những điều đáng tự hào. Đó là đem hết những xấu hổ, những xa xỉ, những bỉ ổi của Đảng Cộng sản Việt Nam phơi cho người dân quốc tế và trên thế giới cùng biết. Và đó chính là nhiệm vụ của báo chí với tự do ngôn luận, tự do biểu đạt mà thể chế này tại Cộng hòa Liên bang Đức và châu Âu luôn luôn ủng hộ và bảo vệ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm dê ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021 với bản tin bị Thời báo chấm dê bắn trúng chỗ hiểm, Đảng lồng lộn lên như con thú hoàng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm dê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm dê.